Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Marianne Rivera sở hữu sắc vóc, độ giàu có ác giang hoa hậu tại MU 2021. Marianne Rivera chắc chắn không còn là cái tên xa lạ với công chúng. Cô được yêu mến qua các tác phẩm truyền hình ăn khách và được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất Philippines. Nhan sắc ngút ngàn của nữ diễn viên không chỉ được khán giả trong nước công nhận mà công chúng quốc tế cũng yêu mến. Bởi đây, cô còn thông báo sẽ trở thành giám khảo cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2021. Vẻ đẹp của cô khiến dân tình mê mẩn. Marianne Rivera được khán giả biết đến từ khi cô tham gia bộ phim Người cá năm 2008. Sự nổi tiếng của tác phẩm trong khắp châu Á đã đưa tên tuổi của nữ diễn viên đến gần hơn với người hâm mộ. Gương mặt xinh xắn, body mảnh mai cùng những nét diễn chân thực giúp cô thành một báu vật của điện ảnh Philippines. Không chỉ ở lĩnh vực diễn xuất, Marianne Rivera còn là tên tuổi được săn đón ở mảng thời trang. Trước đó cô cũng chập chững bước chân vào showbiz bằng nghề người mẫu. Nét xinh đẹp của Marianne Rivera trong phim Người cá. Ở tuổi đôi mươi, nữ diễn viên từng được mệnh danh là thiên thần áo tắm. Nhiều năm trôi qua nhưng nhan sắc của Marianne Rivera vẫn khiến công chúng choáng ngợp. Vừa qua, thời CNN Philippines đưa tin rằng mỹ nhân này đang trên đường bay sang Israel để làm giám khảo Miss Universe năm 2021. Marianne Rivera được kỳ vọng khi xuất hiện ở vai trò giám khảo Facebook Marianne Rivera. Thông tin khiến dân tình hết sức mong đợi. Thậm chí một số cư dân mạng còn cho rằng nhan sắc của Marianne Rivera có khả năng lấn át luôn cả dàn thí sinh. Dù có chiều cao 1m57 nhưng nữ diễn viên lúc nào cũng trông rất cân đối bởi chiếc eo con kiến và vòng 1, vòng 3 đúng chuẩn. Nữ diễn viên hội tụ nhiều ưu điểm khiến cư dân mạng mê mẩn. Ngoài body nuột nà, Marianne Rivera còn sở hữu nụ cười tươi tắn trong mọi khung hình. Chính vì lẽ đó cô luôn tạo được thiện cảm với mọi người đối diện. Dù chỉ trong vài lần gặp gỡ, nhiều cộng đồng mạng khẳng định rằng nếu so kè trên các đấu trường nhan sắc, chắc chắn nữ diễn viên sẽ không thua kém một ai. Nụ cười ngọt ngào tạo nên thương hiệu của Marianne Rivera. Xinh xắn, tài giỏi, Marianne Rivera còn sở hữu khối tài sản khổng lồ. Đầu năm 2020, nhiều trang như Netflix, Smart Parenting nhận khẳng định rằng ước tính tài sản riêng của cô lên đến 5 triệu USD, tương đương 115,5 tỷ đồng. Đây là con số chưa bao giờ gồm mức cát xê liên tục tăng của nữ diễn viên. Nữ diễn viên thường xuất hiện trên nhiều tạp chí. Bên cạnh việc nổi tiếng với vẻ ngoài thu hút, Marianne Rivera còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên tài tử Dindon Dantes. Cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến khán giả ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên dường như ít tham gia vào các dự án phim ảnh hơn trước. Tuy nhiên, cô vẫn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu, nhãn hàng thời trang lớn nhỏ. Ở độ tuổi ngoài 30, Marianne Rivera không chỉ có nhan sắc, gia đình, sự nghiệp mà còn được rất nhiều khán giả yêu mến. Thế nên, sự xuất hiện của cô ở vai trò giám khảo Miss Universe 2021 sẽ hứa hẹn mang đến nhiều sự thú vị. Ngoài nữ diễn viên, có tin đồn cho rằng người cầm cân nảy mực thứ hai là mỹ nhân Wonder Woman, Gal Gadot. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.